Hôm nay ngày 15 tháng 6 2019, kính chào các bác đã quay trở lại với kênh chuyên test âm thanh của Hoàng Quân Audio. Kênh em chuyên mua bán cung cấp các thiết bị âm thanh bãi đã qua sử dụng, địa chỉ tại thị tứ xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0976 119504 hoặc 0984 804 715. Và trong ngày hôm nay cửa hàng em mới cập bến về đôi loa rất mới và rất đẹp, Bose 501 Series 4. Và cửa hàng em đang có hai đôi. Em xin cam đoan với các bác là đôi loa còn nguyên zin, tất cả đều còn nguyên zin và đôi loa vuông thành sắc cạnh đẹp một cách mỹ mãn. Và bác nào đang muốn lựa chọn cho mình một bộ karaoke hay nghe nhạc chuyên nghiệp thì không nên bỏ qua đôi loa này. Được thiết kế với một bát 25, một trung và một chép, được bố trí theo đa hướng nên cho chúng ta một chất âm rất là mạnh mẽ, đầy uy lực. Đặc biệt là nó cũng rất dễ ghép với các dòng âm ly khác nhau. Và hôm nay em đang ghép đôi loa với chiếc âm ly Dlong PMA 880D và chiếc đầu giải mã Soly 59ES. Sau đây em xin test cho các bác quay chi tiết đôi loa. Ngày xưa anh đã mong hoa kỷ niệm, tuy đã tàn khô tâm tư vẫn dần dần. Năm xưa đôi này vẫn thường dìu em đi, tàn cây năm trước anh viết tên em. Chiều xa xưa năm ấy, vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi, cho đi em nhạt nhòa. Anh ra đi rồi mới nhận được tin yêu, hàng trăm thư viết anh gửi cho biết lỗi em có phải tại anh đâu. Tiếng đồn heo muốt tình tôi quay quần nghe anh kể chuyện đời mình. Khi nào lỗi hẹn em anh dối hờn lòng anh thêm sao ngày đi anh chẳng được gặp em, nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu. Đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn. Biết chuyện chúng mình
nay trở lại. Trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời. Anh đi em chờ vun mộng dệt nên thôi. Cành xưa anh viết anh khắc tên em. Chiều nay anh khắc tên em. Chiều nay kết nghĩa cho thắm men tình những người còn đi xa. Cành xưa anh viết anh khắc tên em. Chiều nay kết nghĩa cho thắm men tình. Và cửa hàng đang bán đôi loa với giá rất rẻ và rất ưu đãi cho các bác, chỉ có 15.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu muốn mua đôi loa xin liên hệ qua hai số điện thoại 0976 119504 hoặc 0984 804 715. Các bác xem video hãy ấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi đăng video và giúp kênh em được phát triển lớn mạnh hơn. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã xem.